Xin chào các bạn ngành tóc. Hôm nay Dũng có hai cái ghế IAD 630. Hai cái ghế này là một cái thì nó sẽ bị như thế này, do là mình đóng thùng vào mình di chuyển nó bị chày. Còn một cái thì không bị gì cả. Chân ghế thì hai cái chân hàng trưng bày, một cái chân sơn giả cổ hàng nhập. Đây hai cái ben hàng trưng bày. Hàng chưa qua sử dụng nha các bạn. Tay thì là inox 304, hai cái ghế này hàng mới cũng là 2 triệu mấy một chiếc. Thì hôm nay Dũng thanh lý cho các bạn với cái giá là 1 triệu rưỡi một ghế. Chỉ có hai ghế thôi nha các bạn nha. Đây các bạn xem bên hông nha. Tay inox làm rất là kỹ nha. Làm rất là sáng và đẹp. Thì các bạn mua ghế vui lòng chụp màn hình gửi qua Zalo 0939 057 999. Và nhắn địa chỉ. Xin chào cả nhà nha.